nhà coi nè, câu dính hai con một lượt luôn, nó đeo Chanel nè cả nhà. Nè, nè cả nhà thấy không nè, hai con một lượt luôn á, mắc cười quá. Câu dính hai con luôn, đảo quá. Đảo quá cả nhà. Mê quá. Nè. Trời đất ơi trời, hai con nó đeo mắc cười quá cả nhà. Nhìn đã ghê luôn cả. Cháu Huyền nó câu dính con cua cái, nhưng mà nó chưa có được gạch mấy cả nhà, bây giờ không có ăn thả cho lại cả nhà ơi. Trời ơi, đâu con dở cái yếm nó thử ra chưa gạch. Chưa gạch. Vậy là thả phải không? Được mấy con? Trời ơi, câu được hai con cả nhà, mà nó đi câu nó không cho Huyền hay. Huyền không có quay được cái cảnh nó câu luôn cả nhà ơi. Thả hết con rồi. À, còn con này con được bắt để lại nha cả nhà, con này nó chắc thịt nè, mình bắt để lại rằng mình làm cái gì ăn đây. Bây giờ Huyền đi ra vớt cua nha cả nhà. Hồi nãy cái khúc đầu dính á không có quay được cái cảnh vớt cua, hơi chút té rồi. Bây giờ Huyền sẽ quay cái cảnh vớt cua nha cả nhà. Đó. Wow, cả nhà ơi, dính con cua cả nhà ơi, nè, đã quá cả nhà ơi. Đây cả nhà ơi, dính được con cua rồi cả nhà ơi. Trời ơi, con cua này nó bự, nó già. Ôi, con cua này nó chắc thịt dữ lắm. Trời ơi, đã ghê. Nhà ơi, coi con cua nó bự nè cả nhà. Trời ơi, câu sao dính con cua nó bự nè cả nhà. Ôi. Wow, trời con cua rồi. Coi cặp càng nè cả nhà, cặp càng nè, dạ, đó, cặp càng nè. Ồ, wow, trời con cua nó bự. Con cua đực nha cả nhà, cua đực phải không? Cua đực. Wow, con cua đực, con cua này nó chắc. Mình để lại ha, nè, vậy là được hai con cua rồi nha cả nhà. À, ba con một con cua cái mình thả rồi, bây giờ còn hai con cua đực. Mình sẽ làm một món gì ha? Hồi nãy mình đi câu cua đó cả nhà, mình đi vớt cua là ngay trời mưa nè cả nhà. Ướt mưa hết trơn à. Đó thì ngay mưa đó. Quá trời luôn, quốc đám mưa. Tiếp tục đi vớt cua đợt hai nha cả nhà. Thì có ăn nữa hay gì rồi cả nhà ơi, nó kéo cái cần dài thiệt. Wow, kéo cái cần dài quá. Vậy là dính con cua này chắc to lắm nè. Hồi nãy chút xíu nó Huyền té xuống ao cua rồi cả nhà. Huyền quýnh quán, Huyền đi mưa cả nhà. Huyền vừa đi vừa mưa nè. Trời ơi, trời ơi, nó ăn kìa. Từ từ. Trời. Hồi nãy sáu xem té chỗ này, giờ sáu xem té nữa rồi. Lẹ đi con, lẹ đi, vớt đi để nó vụa. Cả nhà ơi, con nó lôi thẳng cọng dây luôn cả nhà thấy không? Đó, đó, trời ơi, bự á, bự á. Cố lên coi, đừng có vuột nha, đừng có hụt nha. Đó, dính con cua. Trời ơi, hai con một lượt cả nhà, câu dính hai con một lượt luôn cả nhà. Cả nhà coi nè, câu dính hai con một lượt luôn, nó đeo Chanel nè cả nhà. Nè, nè cả nhà thấy không nè, hai con một lượt luôn á, mắc cười quá. Câu dính hai con luôn, đảo quá. Đảo cả nhà. Mê quá. Nè. Trời đất ơi trời, hai con nó đeo mắc cười quá cả nhà. Nhìn đã ghê luôn rồi nè. Mắc cười quá, lần đầu tiên luôn á. Cái ở đằng kia có không? Rồi, vậy bắt đầu mình vô ha. Thì thằng cháu Huyền á nó vớt được á hai con một lượt luôn cả nhà. Một cần câu mà nó ăn một lượt hai con, mắc cười quá cả nhà. Ông trời đang mưa nè cả nhà thấy không nè. Nè, nó mù đen thui đen thịt luôn cả nhà ơi coi nè. Đó. Ông trời sẹt kêu á. Thì bắt dính hai con nha cả nhà, một con đực và một con cái nha cả nhà. Nhưng mà mình sẽ thả cái con cái này lại, cái con cái này nó còn nhỏ. Và nó cũng chưa có gạch đó cả nhà, mình thả lại để nó có gạch. Thì mình nó cháu Huyền nó thả rồi. Thì mình sẽ bắt cái con cua này nha. Mình bắt con cua đực này. Đó. Ok, đưa cặp càng ra coi. Ồ, wow, cặp càng cả nhà thấy không? Siêu to luôn, siêu khủng lồ luôn cả nhà. Trời, quá đã. Thì nãy giờ mình câu tổng cộng là 5 con, 3 con đực và 2 con cái. Thì hai cái con cái kia thì mình để lại để cho nó có gạch đó cả nhà. Thì mình thả rồi. Thì còn 3 con đực này. À, gán câu thêm vài con nữa mình sẽ làm được một nồi cua gam me cả nhà ơi. Không biết làm cua gam me hay làm món gì nữa đây. Để suy nghĩ coi. Wow, ba con cua quá trời luôn. Đã quá. Giờ tới ông xã của Huyền vớt cua nha cả nhà.
tiếp tục phần 3 nha. À nãy cháu Huyền nó vớt và tới ông xã Huyền vớt cả nhà ơi. Qua ông trời cũng mưa. Ôi. Vớt anh để nó tuột anh. Qua ông xã Huyền ông vớt nè cả nhà. Dính rồi cả nhà ơi. Đằng kia con nó kìa anh ơi, kìa đằng kia con nó kìa. Ông xã Huyền cũng đang vớt nè cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Thì mình tiếp tục phần 2, mình lại đây mình quay nha cả nhà. Mình tiếp tục phần 2. Trời ơi cả nhà coi nhãn lồng nó chín nè cả nhà. Ông trời mưa quá cả nhà ơi, ông sẹt ông chớp quá trời luôn. Dở cao lên anh, dở mạnh lên. Dính đây cả nhà ơi, hai con luôn kìa cả nhà. Đã quá. Ok ok. Nè cả nhà, hai con dính cặp luôn cả nhà. Ôi ôi cua nó to quá cả nhà ơi, coi nè. Con cua nó bự. Nó quá trời đã cả nhà ơi. Thôi bây giờ mưa, bây giờ mình vô ha. Bây giờ mưa rồi cả nhà, bây giờ ông xã Huyền đi vô. Mưa rồi. Hai vợ chồng đi câu cua. Hồi nãy con cháu Huyền nó câu, bây giờ nó đi sửa máy. Mưa quá trời, mưa tới tắt máy, tắt bọng hết trơn cả nhà ơi. Coi nè, đó. Cả nhà thấy không nè. Wow, đám mưa. Đó. Mù nè, ổng gầm, ổng chớp. Đó giờ thằng kia nó đi sửa máy rồi. Ông này ông đi vớt cua. Bây giờ Huyền tắt máy, Huyền vô cả nhà mưa rồi, Huyền tắt máy. Cả nhà câu thêm hai con này nữa mà có dính con cua cái nữa rồi cả nhà. Hai con cua cái luôn hay là một con anh? Dính hai cua cái luôn mà ông xã Huyền nói hai con cua nó chưa có gạch đó cả nhà, ăn uổng. À, ăn uổng cả nhà. Thì hai con này với ba con hồi nãy nữa là năm con với thả hai con cua kia nữa là 7 con. Bây giờ lấy hai con này luôn hả? Thì bây giờ mình dồn lại tổng cộng là 5 con nè cả nhà. Đó, làm được một chảo găm me kinh khủng rồi nè. Cái này mà chịu câu á cả nhà, dính nhiều lắm. Tại vì mưa á cả nhà, mưa này nó cua nó ăn lắm. Hôm nay tụi nó tắm á, không có câu dính là nó làm như nó bỏ chạy nó mất hết rồi. Đó, được 5 con nè. 5 con với hai con hồi nãy mình thả nữa là 7 con, tổng cộng là 7 con. Cua bự quá trời luôn. Nó kẹp bể càng luôn nè. Ừ, nó kẹp bể càng luôn rồi. À, chuyến này thì thằng cháu Huyền nó tiếp tục nha. Ông xã Huyền ổng đi cho tôm ăn nè. Ờ cái cần này nè. Lé lé. Chút nữa chứ. Cua này gụng cạn gụng que hết rồi, bị con gì nó ăn gụng hết hả? Kệ đi. Con này bắt lên là vừa. Bắt lên ăn là vừa. Ôi sao kỳ vậy? Ôi sao coi cái. Này nó không rồi. Cả nhà ơi sao con cua mắc cười quá, cả nhà nó mất tiêu càng, mất tiêu ngoe hết trơn mà nó vậy chắc nó sắp lột hay sao á. Thôi mình đem vô xử nó luôn đi chứ còn để làm chi nữa. Con này đóng gông nó hết lột. Nhìn mắc cười quá, con cua gì đâu mà gì mà nó cũng đu được nữa trời. Đóng gông nó hết lột. Con đi vớt từng kia coi có không. Con cua gì mà nó cũng đu được dính bị bắt lên đó cả nhà. Thằng cháu Huyền nó đi là đó nó vớt rồi, có dính con nào không? Không có hả? Ờ không có gì, thôi đi vô. Mưa quá trời mưa, ông chớp quá trời cả nhà. Có con cua nè. Ông xã Huyền ông ở bên đó nè đó. Con cua gì mà không có ngoe không? Cua chùa lưỡi bắt cửa à. Gãy hai càng rồi. Cua cái nữa. Thì bây giờ nghỉ đi câu rồi nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ xử lý. Mình sẽ làm gì ăn đây? Đó, tổng cộng bên đây là 5 con với đây 1 con nữa là 6 con mà cái con này mắc cười quá cả nhà. Cái con này không có cạn luôn á. Cái chuỗi lưỡi chuỗi lơ như là mắc cười quá à. Có người ta cạn ngoe đầy đủ là mắc cười không? Cái bên đây người ta đẹp ghê không? Còn ông bên đây mắc cười quá. Ông bên đây không có cạn mà cũng đu dính vô nó cho bị bắt nữa. Cười à. Bây giờ mình sẽ giải quyết 6 con cua này làm gì đây ta?
làm gì đây nè cả nhà nói cho Huyền biết làm gì đây. Thôi bây giờ chắc mình găm me quá. Thì cả nhà ơi, cái video câu cua đến đây Huyền xin kết thúc video nha cả nhà. Thì cái phần tiếp theo á, mời cả nhà sẽ đón kế tiếp cua này Huyền sẽ làm gì nha. Thì bữa nay cái video này chắc dài rồi, Huyền sẽ kết thúc video tại đây. Thì năm con cua này thì phần kế tiếp Huyền sẽ làm món gì, cả nhà sẽ theo dõi nha, theo dõi coi kế tiếp Huyền sẽ làm gì nha. Thì bây giờ Huyền xin kết thúc video. Cả nhà thấy hôm nay cái chia sẻ của Huyền đi câu cua có thú vị thì cả nhà hãy cho Huyền một like và một đăng ký, nhấn vào cái chuông để nhận được cái thông báo mới và clip mới của Như Huyền ra cả nhà. Thì năm con cua này rất là bự luôn cả nhà ơi, rất là bự luôn nè. Ôi, rất là ngon luôn. Thì Như Huyền mời cả nhà đón tập kế tiếp của Huyền là cua này Huyền sẽ làm món gì nha cả nhà, món gì đặc sản của miền Tây nha. Dạ, Như Huyền bye bye.